Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay em lên rất nhiều cáo cho các bác sưu tầm nhé. Cáo Lai Châu. Đây là một đơn có 3 cây. Một cây nhỏ này, 1 này, 2, 3 cây này. Toàn những cây đẳng cấp luôn nhé các bác nhé. Toàn cây cáo đẹp nhé. Cáo Lai Châu thì thường thường mặt hoa của nó đẹp hơn so với một số vùng miền khác nhé. Cáo mã số 7 có giá là 300.000 nhé các bác nhé. Mã số 7, cáo Lai Châu mã số 7 300.000. Đấy, cây cực kỳ VIP này các bác này. Đang nụ nhá. Cái này đang có một nụ ở trong này nhá các bác nhá, một nụ đây nhá. Đấy, đang có một nụ đây nhá. Đấy. Em thấy có một nụ thôi. Đấy, cây cáo xếp đẹp như này nhá. Đấy, trồng trong đĩa dớn này về các bác rất dễ chăm này. Mã số 8 350.000. 350.000. Cáo Lai Châu. Cáo rất VIP các bạn, đang nụ nhá. Đây, em lên cho bác cái siêu phẩm nhá. Lên cho bác siêu phẩm. Hôm nay em lên rất nhiều cáo luôn. Đấy. Một cây cáo xếp đứng như này nha các bác nhá. Đấy. Cũng đang hai cái nụ nha các bác nhá. Hai cái nụ nó đang nằm trong kẽ lá này, hơi khó nhìn chút, về thì các bác sẽ dễ nhìn hơn. Đấy, vòi hoa năm ngoái đây các bác này. Vòi hoa năm ngoái của nó phải 40 cm. Đấy. Mã số 1 450.000. 450.000 các bác nhá. Mã số 1 450.000. Hai cái nụ đang thò ra các bác nhá. Xếp đứng luôn. Đấy, cáo. Cáo xếp đứng luôn nhá các bác nhá. Nó hơi vướng tí các bạn. Đây, cây cáo nữa nhé. Đấy. Toàn cây xếp đẹp này các bạn này. Cả một cây con tí ở dưới này. Mã số 2 280.000. 280.000 cho hai cây này nhé các bạn nhé. Đấy. Hai cây như này. 280.000. Đấy, một cây con đây nhá các bác nhá. Đây. Tác phẩm nữa đây cũng 280.000 nhá các bác nhá. Một cây này. Hai cây này, mã số 3 nhá các bác nhá. Cũng 280.000, mã số 3. Đấy. Hai cây cáo nhá. Đây, em lên cho bác cái siêu phẩm đây. Siêu phẩm đi các bác nhé. Ôi, đẹp chưa? Xếp đứng luôn. Em thấy cái này nó đang có một cái nụ nhá. Cái này mới thấy một cái nụ thôi. Đấy, một tác phẩm như này nhá các bác nhé. Đây, cây này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Em thấy cái này có một cái nụ đây. Không biết bên trong còn cái nào không. Rồi chắc chắn nó vẫn tiếp tục ra nụ tiếp đấy các bạn. Vì mùa này nó đang ra mùa nụ rồi. Năm vừa rồi nó có hai cành hoa, một cành, hai cành đây rồi. Đấy. Dưới này không biết có nụ không. Mã số 4 400.000 nhé các bác nhá. 400.000. Mã số 4. Hôm nay em lên tương đối nhiều cáo cho các bác nhá. Mã số 4 400.000. Đây, lên cho bác cái này, bản lá cực kỳ to nhá. Bản lá cực kỳ to nhá các bác nhá. Một cây này. 2 này, 3 này, 4 này. Cây này thì nó hơi đấy tí. Đấy, cáo toàn cáo VIP nhá. Em xem cái này có mấy cái nụ nào. Một nụ. Hai cái nhá, hai cái đang sưng nhá. Hai cái nhá. Em nhìn thấy hai cái nụ nhá. Đấy. Cây cáo VIP như này nhá các bác nhá. Mã số 5 có giá là 500.000. 500.000. Cây này thì dễ nó bán thì em sẽ dựng lại cho các bác cho nó ngon lành nhá. Đấy. Dựng lại cho các bác. Dễ nó cũng đã bám rồi, các bác cứ yên tâm. Cái này em thuần cũng tương đối lâu ấy, không phải là mới thuần đâu. 500.000 cho mã số 5. Một cây cáo này, bản lá cực to này các bác này. Cực đẹp luôn nhá. 500.000. Đây. VIP nhá các bác nhá, hàng cực kỳ VIP nhá.
Đây bản lá nó như này nhá. Bản lá của nó thường thường nó cũng khoảng tầm 4 cm, 4 cm rưỡi nha các bác nhá. 4 cm, 4 cm rưỡi nhá. Đấy. Nó có 3 cây, 2 cây con. 2 cây con như này nha các bác nhá. Đấy. Cái này em cũng nhìn thấy đang có 2 cái nụ nhá. 2 cái nụ bên trong cây to nhá. Cây to. Mã số 6 có giá là 600.000. 600.000. Xếp đứng như này nha các bác nhá. Đấy, xếp đứng luôn nhá. 600.000. Đấy, bản lá cực to nhá. Nó khoảng tầm 4 cm rưỡi thôi các bạn. Nó khoảng thôi chứ còn em không đo đâu. Nhưng mà đây là các bác nhìn cây các bác biết này. Đấy. 600.000. Đây, cái kia hết pin rồi. Tiếp theo em lên cho bác đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn nha các bác nhá. Một cành hoa cực đẹp luôn. Hoa tím rất đẹp nhá. Đấy, đùi gà tròn một chậu như này. Mã số B3 có giá là 500.000. 500.000 nha các bác nhá. Đùi gà tròn. Đấy. Đùi gà tròn tiếp theo nha các bác nhá. Mã số B4 cũng 500.000. Những cái cây này đang nụ nha các bác nhá, đang nụ nhá, đang rất nhiều nụ luôn. Những cái cành trụi lá này đang ra rất nhiều nụ luôn. Đấy, cũng 500.000 các bác nhá. B4. Đây, em lên cho bác siêu phẩm nhá. Siêu phẩm mã số 100 nha các bác nhá, có giá là 1 triệu rưỡi nhá. Mã số 100 có giá 1 triệu rưỡi. Một siêu phẩm đùi gà tròn như này nhá. Đấy, đây, đứng sai ra cho các bác nhìn nhá, một siêu phẩm như này nhá. Có giá 1 triệu rưỡi. Em lên cho bác đuôi chồn nhá. Mã số 28 có giá là 500.000. 500.000 mã số 28, đuôi chồn. Rất đẹp luôn. 500.000 mã số 28. Phi đẹp vàng các bác nhá. Phi đẹp vàng 200.000 nhá. Đấy, phi đẹp vàng. Có giá là 200.000. 100. Đấy, phi đẹp vàng tiếp theo có giá 100.000 các bác nhá. 100.000. Các bác gộp đơn. Đấy, các bác lấy thì các bác gộp đơn giúp em nhá. Còn đơn nhỏ này rất ngại đóng hàng thì nó ít tiền. 100.000 nhá các bác nhá. Đùi gà tiếp theo nha các bác nhá. Mã số 46 có giá là 320.000. 320.000. Mã số 46 320.000. Em lên cho bác cẩm cù nhá. Cẩm cù nha các bác nhá, cẩm cù lá mít đang nụ nhá. Đang nụ. Mã số 19 280.000. Cẩm cù nha các bác nhá. Cái này về thì các bác treo chơi tiểu cảnh nhá. Lá mít. Cẩm cù tiếp theo nha các bác nhá. Đây những cái này là, những cái này là cái nụ của nó này các bác này. Đấy. Đây này, những cái vòi này, nụ này. Đấy, đang nụ nha các bác nhá. Cẩm cù mã số 20 có giá là 300.000 nha các bác nhá. Đây, lá mít cực đẹp này. Đấy, em treo nó bị ngược tí. Đấy, lá mít như này nha các bác nhá. Về các bác dựng lên như này cho em. Có giá là 300.000. Mã số 20. Em lên tam bảo sắc nhá. Đấy, tam bảo sắc về các bác chơi tiểu cảnh nhá, ba cây xếp nhá. Đấy, ba cây xếp rất đẹp này. Có lụ đấy. Đấy, đang bắt đầu sưng lụ nhá. Đây này, cái cây ở giữa này là bạn cái chỗ này là nó bắt đầu có nụ này. Hoa thì bao thơm cho các bác nhá. Đấy, cái dòng này thì em cũng đã nói nhiều rồi. Nó càng trăm nâu năm cây nó càng to càng đẹp nhá. Mã số 14 150.000.
150.000 nha các bác nhé, mã số 14. Đây em lên tác phẩm tam ở sắc to. À đây từ từ em lên kiểu nhá. Tí nữa em sẽ lên những cái tác phẩm tam ở sắc to nha các bác nhá. Đấy. Một cái chậu kiều vàng như này nhá. Có giá là 250.000. Đấy, nó trụi trụi lá nhưng mà đang rất nhiều nụ nha các bác nhá. 250.000. 250.000 cho cái giò kiều vàng. À, kiều vàng mã số 48 nha các bác nhá. 250.000. Mã số 48. Đây, em lên cho bác giò cẩm báo đây. Đang nụ nhá. Giò cẩm báo này đang đây nụ này các bác này. Đấy, nụ nó đây nhá. Nụ nó đây nhá. Đấy, nụ đây nhá. 1 2 3 4 5 cái nụ thì phải. 1 2 3 4 5 5 5 cái vòi nụ nha các bác nhá. Cẩm báo mã số 0 số nha các bác nhá. Có giá 1 triệu nhá. Có giá 1 triệu nha, cẩm báo không số các bác nhá. Bốn con. Một mẹ bốn con. Cái này là mẹ con nha các bác nhá, một mẹ bốn con. Có giá 1 triệu. Em lên cho bác chậu đen rô trắng nhá. Đen rô hoa trắng tinh nhá. Đấy. Hoa của nó đây nhá các bác nhá, nó vừa hé sáng nay nhá, mai nó mới nở căng nhá. Đấy, mai nó mới nở, nụ vẫn còn rất nhiều, chi chít nụ luôn nhá các bác nhá, nụ to nụ nhỏ chi chít luôn nhá. Đen rô trắng này hoa nó đây nhá các bác nhá. Đấy, hoa nó hé khi nào nó nở căng nhá, hoa nó sẽ trắng tinh nhá. Mã số đen rô trắng không số 400.000 nhá các bác nhá. Không số 400.000. Đấy. Không số. Đen rô trắng tiếp theo, cái này là nó cũng thuộc cái dòng cái cây vừa lấy nha các bác nhá, nhưng mà cây này thì em mới trồng được 1 năm thôi. Cây nó chưa được to, chưa được đạt như vậy. Mã số 119 nha các bác nhá. Chí chí nụ đây nhá. 200.000. Chí chí nụ luôn, 200.000. Đây, đen rô trắng tiếp nha các bác nhá. Đấy, thân nó rất to này các bác này. Vẫn đang nụ đây. Không số nha các bác nhá. Đen rô trắng không số nhá. À thôi cái này thôi đi. Hai cái không số nó dễ nhầm. Hai cái không số nó dễ nhầm, cái này cũng không có số đây. Chưa đánh số. Đây nhá, cái này nhá, cái này nhá các bác nhá. Đen rô trắng không số 200.000 nhá. Bác nào mà lấy cái không số 200.000 thì báo em nhé, và lấy cái không số 400.000 thì báo em nhé. Đấy, cho nó dễ, không nó nhiều hàng đánh số nó không kịp các bác nhá. Vẫn đang nụ nhá, đang rất nhiều nụ các bác cứ yên tâm. 200.000 đen rô trắng không số. Đây em treo sang bên này cho nó cùng cái này lẫn của các bác. Đen rô trắng tiếp theo, mã số 22 cũng có giá 200.000 nha các bác nhá, nụ đây. Đấy, nụ nhá. Mã số 22 cũng 200.000 nhá. Đấy, đang chi chít nụ luôn, về các bác được chơi hoa. Mã số 22. Đây, em lên cho bác đen rô đỏ nhá. Đen rô đỏ nhá, hoa đỏ chót nhá, cực đẹp luôn nhá. Đấy, hoa của nó đây nhá, đỏ chót nhá. Đen rô đỏ mã số 9 có giá là 280.000 các bác nhá. Mã số 9 280.000. 280.000. Thơm lắm này. Đen rô đỏ hoa này cực kỳ thơm nhá các bác nhá. Hoa rất thơm nhá. Riêng cái dòng đen rô đỏ này nhá, hoa rất thơm.
đen rô đỏ tiếp theo, mã số 16 có giá là 230.000 nha các bác nhé. Cũng dòng đen rô đỏ vừa rồi đấy nha các bác nhé, cũng có giá là 230.000. Đây em lên tác phẩm tam bảo sắc nhé, tam bảo sắc nha các bác nhá, mã số 60, mã số 60 có giá 600.000, một cái trụ to như này nhá, đấy 60 có giá là 600.000, ghép như này nha các bác nhá, ghép như này nhá, đấy cây nó đây, có giá là 600.000, mã số 60. Tiếp theo mã số 44 nha các bác nhá, tam bảo sắc mã số 44 cũng có giá là 600.000 nha các bác nhá, cũng có giá là 600.000, mã 44. Đấy, một cái trụ như này nhá, em lên cái siêu phẩm nhá, tam bảo sắc 1,5 triệu nha các bác nhá, một cái bảng như này nó dài khoảng 1m3 1m4 nhá, dài khoảng 1m3 1m4 của cái bảng như này, đấy nó như này nha các bác nhá, giá 1,5 triệu nhá. Đấy, bác nào mà lấy thì báo em là tam bảo sắc 1,5 triệu nhá. Đấy, một cái trụ như này, đấy nó như này nha các bác nhá, giá 1,5 triệu. Em lên cho bác giò kiểu vuông nhé. Đấy, giò kiểu vuông như này nhé. Giò kiểu vuông mã số B1 có giá 350.000. 350.000 cho giò kiểu vuông B1 nha các bác nhé. Giò kiểu vàng nha các bác nhé. Kiểu vàng nhé. Mã số 56 có giá 450.000, một cái bảng như này, to như này nha các bác nhá. Một cái bảng rất to đấy, không nhỏ đâu. Rất nhiều cây, cái này các bác cũng đang chi chít nụ ấy. Trông thế này thôi nhưng mà nó đang cũng sưng rất nhiều nụ, bắt đầu sưng nha các bác nhá. Đang bắt đầu sưng rất nhiều nụ luôn. Cái này về các bác làm giống ấy để sang năm thành một tác phẩm cực kỳ đẹp luôn nhá. 450.000 cho mã 56. Em lên cho bác gà không họng nhá, gà không họng đây các bác nhá, đang nụ đây nhá, chín chiếc nụ đây, đang sưng rất nhiều nụ nhá, gà không họng đây, cái thân dưới này đang nụ nhá, đấy thân bên này đang nụ nhá, thân bên này đang nụ đây nhá các bác nhá, đang sưng nụ nhá, gà không họng nhá các bác nhá. Mã số 36 có giá là 1,000,000 nha các bác nhá, mã số 36 có giá là 1,000,000 nhá. Đấy, có giá 1,000,000, gà không họng nha, họng nó trắng tinh nha các bác nhá, cánh nó viền tím, họng trắng tinh nhá. Đấy, nó gọi là gà không họng, có giá 1,000,000, mã 36. Em lên cho bác u lồi nhá, hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi nhá, một thân hoa này, hai thân hoa này, ba thân hoa đang nụ nha các bác nhá, ba thân đang nụ này, bốn thân đang nụ này, cái thân con đang nụ này, năm thân đang nụ này, sáu thân đang nụ này. Đây, mã số 16 có giá là em bán rẻ cho các bác nhá, 280.000, 280.000. Cái này thì nó đã thuần rồi các bác, hàng này hàng đã thuần rồi các bác cứ yên tâm nhé, có giá 280.000. Oh.
lồi tiếp theo nha các bác nhá. U lồi tiếp theo, một thân hoa này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 7 thân hoa. Mã số 13 có giá là 300.000 nha các bác nhá. 300.000. Đấy, nụ nó như này nha các bác nhá. Nụ nó như này. Đấy, nụ đây. Đấy, nụ đang sưng đây nha các bác nhá. Đây, em đếm những cái thân nó có nụ thì nhá. Chứ không phải là những thân chưa có nụ đâu. 300.000 cho mã số 13. Em lên các bác cái chậu hoàng thảo kèn nhá, 3 thân đang nụ nhá. 1 thân, 2, 3 thân đang nụ rồi. Mã số 126 có giá là 380.000 nhá. 380.000 mã 126 nha các bác nhá. 380 3 thân. Thân này được 30 cm, thân này 40 cm, thân 20 cm. Đây em lên cho bác cái giỏ hạc vĩ mã số 6 nhá. Đang chi chít nụ nhá. 350.000 hạc vĩ nha các bác nhá. 350.000. Mã số 6 các bác nhá. Đấy, một giỏ hạc vĩ như này, 350.000. Mã số 6. Em lên cho bác cái giò gà lá kẻ lá biên lá phát tài đi nhá. Lá kẻ lá biên lá phát tài đây. Đấy, lá phát tài đi nhá các bác nhá. Các bác có tuổi khả năng là nhìn nó không rõ nhưng mà nhìn trực tiếp nó mới rõ. Đang sưng nụ nhá. Cũng đang sưng nụ nha các bác nhá. Mầm gốc đang lên rất nhiều này các bác này. Đấy, mầm gốc đang lên rất nhiều nhá. Rất nhiều mầm gốc. Gà lá phát tài có giá 600.000 nha các bác nhá. Lá phát tài có giá 600.000. Gà cũng học được vừa lên rồi. Mình ra kia thập hoa trắng kìa. Rồi trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, mong các bác ủng hộ vì video nó hơi dài thế này là em chỉ lên vậy thôi. Em xin chào các bác.